Lắc về nè. Khi nào bà nó có sáng rồi nó cầm cái đường mà chết rồi đi. Đúng rồi, đúng rồi, làm vậy được. Đập đúng hơn. Đập rồi. Nó lấy đúng. Chứ bà không đập một cái nó lột lên chứ nó nằm. Còn cái chốt là được rồi. Cái chốt là rồi là đây. Đã đập là được, nó nghẹt. Cái chốt là mới đập nó. Cái nhà làm gì vậy? Cái 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 gì v